Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bilsugui đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugui chơi tới cho chân lý mùa 5.5 anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình xin được phép gửi tới cho tất cả anh em cái meta hiện tại đang khá là hot ở chung cái thế giới luôn. Cái bà này á thì nói chung sương sương qua thôi nha anh em ơi, là Khajiit với lại là Gragas Carry. Hai con này là không cần phải đồ quá chuẩn, nhưng mà cái đồ thì tí nữa mình sẽ nói sâu hơn cho anh em. Nhưng mà cái bà này trước đó mấy tuần nha là đã từng thật sự rất là hot rồi, nhưng mà bị nếp anh em à, bị nếp con Khajiit 3 sao nè, bị nếp con Gragas nè, bị nếp cái hệ thần sứ luôn, nên lúc đó nó khá là thọt và cũng như là nó khá là không hot cho lắm luôn á khi mà bị nếp liên tục như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao nha, ở chung kết thế giới vẫn có người đánh được cái bà này, vẫn có người spam được và vẫn lọt top được nha, ở chung kết thế giới hiện tại luôn á, phiên bản của mình đang chơi luôn nè. Nên mình cũng tìm hiểu sơ qua và mình test thử và chơi lại thử cái bà này, thì thực sự là nó vẫn rất là mạnh nữa mà, mặc dù là bị nếp không Khajiit với lại là bị nếp khá là nhiều thứ về trong cái tộc hệ này, nhưng mà vẫn chơi được nha. Thực sự là cái bà này nói chung là anh em cũng không nên spam cho lắm, anh em chỉ nên chơi khi mà nó ra Gragas với lại là Khajiit nhiều nè, để cho anh em được 3 sao sớm để snowball đó. Thì trang bị của hai con này tại sao mình lại nói là không cần đồ quá chuẩn, tại vì con Gragas đó chỉ cần một cái món duy nhất thôi là cái thú tượng thạch giáp này nè, phải có Gragas thú tượng thạch giáp cho anh em ơi. Đây là một cái trang bị mà bắt buộc phải có khi mà chơi cái meta này. Còn mấy đồ còn lại thì đồ tăng hay là đồ như thế nào anh em ghép hết cho Gragas lại được, đồ tăng thôi nha. Còn con Khajiit này thì đồ trang bị của nó cũng khá là đơn giản, anh em chỉ cần là đồ đam thôi là được nha anh em ơi, không có trang bị phải là bắt buộc nha, chỉ cần đồ đam là ok. Cho dù là bàn tay công lý nè, bàn tay công lý ánh sáng nè, vô vật kiếm nè, kiếm tử thần nè, giáp thiên thần nè, hay là huyết kiếm, hay là nói chung là chỉ cần là đồ ghép từ kiếm BF và có đam thôi là Khajiit này nó cầm được hết. Thì cái đội hình này nói chung chơi cũng khá là đơn giản khi mà chỉ cần kẹp đi chung với sát thủ, thần sứ và đấu sĩ. Tại đây là ba cái hệ mà con Khajiit với lại Gragas là nó cần nhất nha. Đấu sĩ là thêm tăng, thần sứ là hai cái hệ mà búp chắc chắn phải có cho con Khajiit với lại là Gragas rồi. Và sát thủ nếu như mà anh em muốn chơi 4 hoặc là 6 sát thủ đều có thể được. Thì cái bà này chơi thì roll nó level 5 nha anh em ơi. Slow roll kiếm được Khajiit 3 sao với lại là Gragas 3 sao á. Hai con này 3 sao á thì mới lên cấp nha. Còn không lên được 3 sao á thì trận đó anh em cút rồi đó. Nên mình mới nói cái trận này lộn, cái bà này là không nên spam nha. Chỉ nên chơi khi mà nó ra khá là nhiều Khajiit lúc đầu game với lại là Gragas thôi. Và nó đổ anh em đó thì mới nên chơi. Chứ bài mà nó bị nếp là thứ nhất, với lại là nó cũng gọi là không mạnh cho lắm á, thì anh em cũng đừng nên spam. Đây là mình chỉ làm và gửi tới cho tất cả anh em nhiều cái meta với lại là nhiều cái cập nhật thay đổi mới đang hot ở chung kết thế giới thôi nha. Anh em nào mà muốn theo dõi thêm thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông nào, cũng như là bấm cái nút like nha anh em ơi. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Cái bà này nói chung là play nó sẽ khá là thiếu đam nha. Nếu như mà anh em lên được 3 sao sớm hai con này lúc đầu game thì anh em sẽ có một cái giai đoạn đầu game nè, giữa game nè thì rất là khỏe luôn, đếp máu có gọi là vô tư. Nhưng mà tầm về gần cuối game và là cuối game thì chắc chắn rồi, hai con này nó không thể carry được nổi nữa nên mà. Tại vì Khajiit với lại là Gragas đều là đam đơn mục tiêu là thứ nhất nè. Và thứ hai là nó là còn là tướng một tiền nữa, nên cái lượng đam của nó cũng không phải là dồi dào cho lắm. Nên khi mà về lay anh em sẽ có hai cách để bù đam. Thứ nhất là anh em có đồ phép và con cắt ma 2 sao anh em bỏ vào nha, là nó phụ đam cũng rất là ok khi mà đi chung với thần sứ và cắt ma 2. Còn nếu như mà anh em hơn có thể roll ra được Teemo hoặc là Heimerdinger được các kiểu anh em thì hoàn toàn có thể cho con Teemo hoặc là Heimerdinger vào để phụ đam nha. Thì đó là tùy thuộc vào thôi, kiểu như là độ may mắn và nhân phẩm của anh em thôi. Và đây là cái đồ hình mà nãy giờ mình nói tới là chưa có biến hệ nha anh em, chưa có biến hệ. Nên nếu như mà anh em có hoặc là hơn ra thêm biến hệ thì anh em cứ ghép vào, có một cái đồ hình nó đẹp hơn, nó mạnh hơn là điều tất yếu rồi. Hiện tại thì ở chung kết thế giới nó xuất hiện có những cái meta gọi là mới và rất là lạ luôn á, mà mình cũng đang cố gắng mình tìm hiểu và cố gắng chơi thử để xem thử cái meta nó có thực sự hiệu quả và nó có phù hợp với lối đánh của Việt Nam mình hay không nữa nha anh em ơi. Đó, mình làm mình gửi tới cho tất cả anh em xem luôn. Anh em nào muốn theo dõi thêm thì cứ bấm đăng ký kênh nha. Và đừng quên bấm like video, bấm cái chuông nữa nha anh em ơi. Động lực rất là lớn luôn á. Ok, bây giờ thì mình cứ slow roll nó lên vào 5 thôi. Kiếm tướng trước đã, xong rồi tính gì tính đã anh em.
tại vì mình có cắt mai sẵn rồi nè, nên mình lấy cái kiếm súng hết tết này luôn cho cắt mai nha, nó hồi máu cho tay mình cũng khá là ok. Kiếm súng hết tết này thì được hồi máu cho mình, rồi hồi máu cho đồng đội nữa nè, mà nó hồi máu cho thằng nào mà gần nhất mà thấp máu nhất cái nha, gần cắt mai nhất mà thấp máu nhất á là nó hồi máu, cũng khá là ok. Hiện tại thì ở chung kết thế giới đó, nó đang hot cái bài đánh long tộc mà xoay 4-5 tiền nè, hoặc là bài Yara nữa nè, nên mà chung là xuất hiện nhiều bài mà lạ lẫm lắm, mình cũng không hiểu tại tại sao mà người ta có thể chơi được cái bài đó luôn á. Biết đồ hình này ăn được không nữa. Ui vẫn ăn được anh em à, hên thế. Ok. Rồi nha, ủa kháng phép, dép lưới, ui thêm một cái thuốc tường nữa nè anh em ơi, nhưng mà mình không chơi nha. Thuốc tường thạch dép á, cái đồ này là đồ bắt buộc, nhưng mà chỉ cần một cái thôi nha anh em ơi. Anh em này mà gọi là rảnh, gọi là nhiều đồ quá á, mà ghép cho nó ba cái thuốc tường thì thôi mình cũng chịu nha. Chỉ cần một cái thuốc tường thôi, và những đồ còn lại thì nó là đồ tăng, chứ ghép ba cái thuốc tường thì thôi mình cũng chịu đấy. Rồi anh em nào có góp ý gì về cách mình chơi, cách mình bình luận hoặc là cách mình làm video á, thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Thank you anh em rất là nhiều. Nếu như mà mình cập nhật không nhầm thì khoảng tầm 2-3 tuần nữa thôi là sẽ xuất hiện mùa 6 ở trên server BB. Thì anh em hoàn toàn có thể tải server BB hoặc là tải quạt trước để mà nó ra anh em chơi luôn cũng được. Chơi nó thì nó hơi lát thôi, nhưng mà chắc chắn khi mà nó ra thì mình sẽ qua mình cập nhật trước cho anh em nha, để khỏi bỡ ngỡ. Còn 1-2 ngày nữa thôi là phiên bản gọi là gần như là cuối cùng anh em à. Tại vì mình không biết là sau cái phiên bản này nó còn cập nhật thêm một cái phiên bản nào nữa hay không nữa, nhưng mà có thể nói là gần như là cuối cùng của mùa 5.5 rồi. Và cái phiên bản này nó sẽ xuất hiện thêm hai cái điều kỳ diệu, ba cái điều kỳ diệu chứ. Đó chính là có thêm hai đồ ánh sáng, và thêm ba hộp quà ở dưới 40 máu, và có thêm con linh thú khi mà qua nhà đối phương. Đây là ba thay đổi lớn nhất ở mùa 5.5 nha. Và nó cũng sẽ là gần như là phiên bản cuối cùng. Liệu Riot có muốn cập nhật thêm hay không á thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là đây là phiên bản cuối cùng rồi đó. Tại vì một phiên bản là kéo dài tầm 2 tuần, mà Riot bữa nói là tầm tháng 11 anh em à, là sẽ xuất hiện mùa 6. Mà tháng 11 đó là xuất hiện mùa 6 ở phiên bản chính thức hay sao á, nên khi mà ra thì chắc là phải ra trước 2 tuần ở phía ở server BBE, nên chắc là tầm giữa tháng 10 hoặc là gần tháng 11 á là sẽ có server BBE rồi. Mong là vậy. Tại vì mùa 5.5 này thì nhiều anh em cũng bảo là đánh chán quá rồi. Thật luôn á, nó không có gọi là cái gì mà đỏ đen cả anh em à, chứ khá là chán. Nhưng mà leo răng thì cứ vẫn là chai hạt thôi. Bây giờ rồi vẫn chưa ra được con Khajiit 3 hay là Gragas 3, nhà này rồi đúng xui luôn á. Thật có chứ. Thề với em luôn, chẳng nó rôn đúng xui luôn. Bây giờ ngồi nói chơi chơi thôi mà Siu sắp 3 trước luôn rồi nè. Ảo ma không. Úi dồi ôi, phải bán con bài nên mới phải bán con bài. Ây da, lại kẹt rồi. Cái thế nhờ. Mẹ, khó thiệt cái chơi. Khó thiệt cái chơi nên mới cho nó rôn đúng xui luôn. Round 4.3 rồi, hết cái round này là sang round 4.5 luôn á anh em à. Mà chưa lên được một con nào 3 sao, mà cái bài này người ta đánh là đánh slow roll là lên được 3 sao ở ngay tầm round 2 chấm mấy hoặc là round 3 chấm mấy á là nó đã muộn lắm rồi nha. Mình chơi slow roll mà round 5 gần 5 chấm chưa lên được 3. Đỉnh thật sự ấy. Lúc đầu game mình đép máu gọi là bắt binh anh em à. Ui ơi, ông này ba cái gì kia. What the fuck? Ba cái gì kia này. Đúng là người chơi hệ năm long tộc, không có gì ngồi đồ. Lúc đầu top 2, top 1 rồi đếp máu chủ thắng rồi các kiểu. Rồi không ra được một con này 3 sao cái cúp luôn. Sắp cúp rồi nè anh em à. Nên mình mới nói là cái bài này chỉ nên chơi khi mà nó độ anh em, hoặc là nó ra nhiều tướng lúc đầu game thì mới nên chơi chứ. Như mình bất chấp chơi nè, giờ sắp phải gọi là gánh chịu hậu quả anh em à. Cái việc mà ra gần 5 chấm mà chưa ra. Cái thật đấy.
Ok luôn. Lượm Gragas xong rồi đi về có thêm con Kha'Zix nữa, hai con ba sao. Đỡ chưa? Hồi nãy mà mình lên được Kha'Zix sớm là đâu phải bán con heo đâu. Con heo sắp ba nè. Con heo này là đấu sĩ ma sứ nha luôn nha anh em, với lại là kỵ sĩ luôn. Hồi trước đó là nó có hai hệ à, kỵ sĩ với lại là ma sứ rồi chứ không có đấu sĩ đâu. Bây giờ thêm búp đấu sĩ nè. Đấy, Kha'Zix 3 với lại là Gragas 3 thấy nó khác biệt không anh em ơi. Vừa trâu mà vừa có đam nữa. Tầm này là mình muốn có các ma phụ đam thêm rồi đó, nên mình đang cố gắng nuôi các ma 2 nè. Các ma 2 phụ đang là mắc binh nha anh em ơi. Và nếu như mà anh em hơn á, level 7 hoặc là level 8 mà run được con Teemo á, hoặc là con Himmer cũng được nha, thì lấy nó phụ đam cũng được. Cũng khá là hợp lý. Mạnh đấy. Ôi hôm nay quái Cinderella chiến vậy. Quái Cinderella là các ma kìa anh em ơi, level 7 á, còn Unico luôn mà. Đang tính nuôi Lux 3 hay là con Varus 3 nữa kìa anh em à. Ui. Có quái Cinderella này mình cũng chịu thua đấy. Các ma nữa kìa. Hôm nay đúng vẻ đồ luôn á. Leona 3 sao Cinderella 3 đang nuôi Lux với lại là Varus 3 nữa. Ui. Hai cái mảnh đồ. Ba mảnh đồ luôn. Phù, kiếm bếp với lại là kiếm bếp với lại là kháng phép kìa. What the fuck. Cái này mà làm có quả Draven bay hết kiếm thì mắc binh nhờ. Giờ không biết biến cái gì luôn á em ơi, không có găng để biến sát thủ luôn nè. Giờ còn hai cái kiếm này là chỉ có thể ghém cái kiếm tử thần này là mắc binh rồi. Ây da, nước mắt à, ấn tái tạo à. Không có găng để ghép ấn sát thủ luôn á anh em. Sida thật chứ. Còn một cái ấn thần sứ này là được xài được à. Lúc đầu mình sẽ quên luôn là Ragaz nó đang mang cái đai lưng á. Ok, lắc cái vuốt rồng luôn nha. Lúc đầu mình tính ghép cái ấn tái tạo anh em ơi, nhưng mà mình nhìn qua nhìn lại, hóa ra là Gragas đang có cái đai lưng. Xỉu quơ luôn á. May mà còn. Nhìn hài thiệt chứ anh em ơi, vay này bay nó bắn vô cái vuốt rồng. Anh em để ý không, vay này bay bắn vô cái vuốt rồng á, tự chết luôn rồi. Cái vuốt rồng này là cách khắc chế vay này là nhanh nhất đó nha. Vay này bay tự bắn vuốt rồng tự chết. Hài. Úi xồi, ba lúc đầu mình bán quá trời luôn, giờ cứ ra liên tục thôi. Đã bán thì không có mua lại nha anh em. Chắc là mình sẽ cố gắng mình lên level 6, lên level 8 đi. Kẹp thêm sát thủ với là thần sứ vào là đẹp. Tầm này là về lay nó sẽ có rất là nhiều biến hệ nè. Nên mình sẽ cố gắng mình cho một cái đội hình đẹp nhất là 6 thần sứ với là 4 sát thủ nha. Hoặc là mình kẹp đi thêm chung thuật sĩ hoặc là tái tạo. Kỵ sĩ cũng khá là ok khi mà kẹp thêm reo. Đúng rồi, mà nhiều anh em hỏi là mình coi chung kết thế giới ở đâu á. Mình coi ở trên tổng quýt đó nha anh em ơi. Cái phần mềm mà live stream trực tiếp á, anh em có thể lên đó xem được mà. Mà anh em phải theo dõi lịch nha. Nó live stream theo lịch nè. Đánh theo lịch mà.
Ok. Đồ hình xương xương như vậy thôi nha. Khá dít đồ này là cũng ok lắm á anh em ơi. Tại vì đồ này liên quan đến kiếm bé hết mà vô cực cũng là kiếm nè. Kiếm tử thần là có hai kiếm nào với lại là giúp thiên thần nữa, ba kiếm, bốn kiếm luôn, quá trời. Thấy không anh em ơi, khá dít cào thương thôi là cũng đau rồi. Cái con khá dít này á mà tem bạn là bị cô lập á nha, là nó cào một phát là quan sọ luôn, cho dù là tem bạn là 4 tiền 3 sao nha anh em ơi. 5 tiền 3 sao, 4 tiền 3 sao hoặc là con này mà nó full tăng luôn á. Thì Khajiit này chỉ cần là tên bạn đang là mục tiêu cô lập nha, là nó cào một phát chắc chắn là chết luôn. Hồi bữa mình thấy nha, con Khajiit mà 3 sao á, nó cào một phát là cái con mà 4 tiền 3 sao bên tên bạn anh em ơi là 3.000 mấy máu, chết luôn. Thật luôn á, không đùa. Mà phải là cô lập nha, chứ để mình nhiều người như này nó cào cũng hơi tấu hài, mà cào như kiến cắt á. Mà cào thường nó cũng khá là đau khi mà mình lắp cái vô cực nè. Với lại khi chơi sát thủ thì có một cái điều cần lưu ý là đừng có lắp găng bảo thạch nha anh em ơi, chơi sát thủ chỉ cần lắp vô cực kiếm sát thủ là đủ rồi. Thêm đam á, skill của sát thủ là đã có găng sẵn rồi nha. Ok, ông này mới đợt Raven bao dây kê chiến quá nhưng mà mình vẫn đánh được. Ủa, Timo cây lê các kiểu ra nhiều quá à, trời. Mà đừng độ hình này là không cần cái cây lê cho lắm nha anh em ơi, chỉ cần Timo đồ Hammer, những con mà liên quan tới tái tạo hoặc là thuật sĩ á là chơi được nha. Ok, tạm thời đồ hình là như vậy nha, cũng đẹp rồi đấy. Soraka 2 level 8. Một cái Solari nữa cũng được. Một trận đó là mình lọt top nha anh em ơi. Ông kia còn 4 máu, ông này còn 8 máu. Độ hình ông này cũng mắc bình thế. Ok lên nha, tại vì Timo 2 mình bán cắt me luôn, mình xài Timo này cho nó sướng. Một
trận này nó tướng 5 vàng quá trời luôn này, number Timo hay Bollinger rồi Volibear ra quá trời luôn nè. Nhưng mà đã chơi Timo rồi thì mình không có nhất thiết phải là bích thêm con Hammer nữa nha. Rồi Volibear 2 luôn nha number, ghép thằng xấu luôn. Ui đồ hình ông này reo 2, Lucian 2, Garen 2, đồ cũng ác quá nhờ. Mà đánh với đồ hình meta thì chỉ có ăn đào bò thôi. Lucian đồ này mà bắn con Gragas là không mất máu ở đây em ơi, thật luôn á. Thấy không? Con Gragas chỉ còn một cái thú tượng nha. Và 3 sao thôi, còn hai đồ kia là đồ tăng hay là đồ như thế nào cũng được, chỉ còn có máu với lại là cái giáp kháng phép, giáp vào cho nó là mạnh hết. Nhưng mà phải cái thú tượng. Thú tượng ánh sáng cũng được nha, nhưng mà ai mà lại chờ đến cái rau 3 chấm mấy mà lấy cái thú tượng cho một tăng làm gì đúng không anh em thôi. Lấy đồ cho carry chứ, cắt ma 2 nè. Ở khi mà anh em roll được cắt ma 2 á thì anh em có thể cho nó phụ đam luôn. Còn nếu như mà trận này mà hơn như mình nè, roll được Timo 2 luôn á thì ngại nhưng mà không lấy Timo. Timo chắc chắn là đam hơn cắt ma rồi đó. Có Timo rồi thì không nên xài Hammer nữa. Tại vì Hammer nó không thuộc sĩ á. Với lại là khi anh em chơi cái đồ hình meta này thì nó cũng sẽ khá là khó khắc chế anh em ạ. Tại vì vừa có đam phép, vừa có đam vật lý từ Gragas, từ Khajiit, từ Timo, từ các ma luôn. Nên nhiều khi mà team bạn á chơi thì cũng không biết kẹt cái gì để khắc chế mình nữa. Tại vì vừa có đam phép với lại là đam vật lý mà. Ủa ông này đâm ra quả đồ Garen chiến gì. Kiếm súng với lại là găng ánh sáng luôn. Rồi quỷ thư ánh sáng luôn mà. Ủa Khajiit cứ một gạt. Thấy không anh em ơi, Garen 2 sao Khajiit một gạt. Ui 3.500 đam nè. Thấy không? Ui top 1 luôn. Ok và GG tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại bên sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.